Cố lên nào, cố lên nào. Cứ đốt cây này nữa là hoàn thành chỉ tiêu hôm nay rồi. Ủa, sao, sao lại có tiếng trẻ con khóc trong khu rừng này nhỉ? Mẹ kiếp, có khi nào gặp ma hay không? Chết tiệt, phải đi kiểm tra thử. Lỡ là con của ai bỏ rơi thì không hay đâu. Hả, đằng này, cái quái quỷ gì thế này? Một đứa nhỏ, có một cái đầu kỳ lạ. Cái đầu đen xanh đen đó hay sao? Chết tiệt, ai lại bỏ rơi nó ở đây nhỉ? Nó thật tội nghiệp. Hay là mình nhặt nó về làm con nuôi của mình? Được rồi, vợ chồng mình không có con, quyết định vậy đi. Nín nào, từ nay con sẽ là con nuôi của ta. Nào, chúng ta về nhà thôi. Siêng năng làm việc nhà, rửa chén, quét nhà, giặt đồ mà. Với lại, cha bảo con có thân hình kỳ lạ, hạn chế ra đường. Thì con biết đâu mà kiếm tiền về cho mẹ. À, cái con hỗn xược đầu đen xanh đen đó này, hôm nay mày dám cãi lại tao luôn à. Chồng tao nó ngu, chứ tao không có ngu đâu. Tao không có nuôi mày chùa đâu. Mau, dừng lại, không cần mày phải rửa chén đâu. Mau ra đường để kiếm tiền về cho tao. Nhanh lên. Không. Sao bà lại đối xử với tôi như vậy? Tôi sống nhịn nhục trong căn nhà này suốt mười mấy năm rồi, bà lúc nào cũng ức hiếp tôi, bắt tôi làm đủ chuyện. Rồi cuộc bà có phải là mẹ của tôi không? Thôi quái vật, tao sẽ báo cảnh sát bắt mày. Tao không phải là mẹ của thứ quái vật chết tiệt như mày. Mày chỉ là thứ súc sinh được chồng tao nhặt về nuôi mà thôi. Cái gì chứ? Không. Vậy thì tôi không sống trong căn nhà này nữa đâu. Tôi sẽ đi ra ngoài. Tôi sẽ kiếm nhiều tiền để trả lại cho mấy người. Ủa, con gái, con đi đâu vậy? Sao con lại ra đường thế kia? Nguy hiểm lắm, mau vào nhà đi. Cha ơi, con xin lỗi cha. Con không thể ở với cha được nữa rồi. Cảm ơn cha đã cứu mang con mười mấy năm. Nhưng đến lúc con phải rời bỏ căn nhà này rồi. Con chào tạm biệt cha. Không, cô gái, đừng đi. Mình sẽ kiếm công việc gì đó làm để tạo ra nhiều tiền rồi trả lại cho gia đình đó. Xong xuôi hết nợ nần, Mình sẽ tìm về gia đình của mình. Hả? Ủa, con nhỏ có cái đầu kỳ lạ đang xách đến đó à? Này, cháu bé kia, lại đây. Trời đất ơi, sao cháu vừa đi vừa khóc thảm thương thế kia? Tôi là một đứa trẻ mồ côi, những người nuôi tôi đối xử tệ với tôi. Bây giờ tôi muốn kiếm tiền để trả lại tất cả cho họ. Ông có biết công việc nào không? Ồ, thật là tội nghiệp. Một đứa trẻ có ngoại hình đặc biệt như thế này thì là vô giá. Được rồi, để ta giúp cháu kiếm thật nhiều tiền. Tên khổ kiếp, ngươi định làm gì ta? Ta bắt mày bán cho lũ nhà nghiên cứu chứ làm gì. Sao, mất giá 1 triệu đô, mấy người có đồng ý hay không? Thứ này quý hiếm lắm đó. Nhìn nó có vẻ yếu ớt, nó không sống được bao lâu, làm sao mà đạt được cái mức giá đó được. 500.000 đô thôi. Lộ cho tiệm bọn chúng bắt mình để bán hay sao? Mấy người cứ yên tâm đi, tôi từng bắt rất nhiều những thứ quái vật đầu kỳ lạ này. Bọn chúng yếu ớt, chỉ cần cho bọn chúng ăn những cái vật thể mà giống như cái đầu của bọn chúng thì bọn chúng sẽ khỏe lại. Tôi cũng đã chuẩn bị 3 cái đèn xanh đèn đỏ. Nếu mà nó yếu thì các người cho nó ăn vào, chắc chắn nó sẽ khôi phục như bình thường. Lũ khốn, mình có thể ăn được như thế này, vậy thì mình sẽ ăn thật no, mình sẽ khỏe lại rồi tìm cách trốn ra khỏi đây. Chết tiệt!
ta. Mau, mau, bắt nó lại giùm ta. Chesatara, Chesatara, lũ xấu xa, lũ bẩn thỉu. Thoát rồi, mau chạy thôi, mau chạy thôi. Hay quá, hay quá. Cuối cùng, cũng thoát khỏi bọn chúng. Thật kỳ lạ. Thì ra, những thứ đèn xanh đèn đỏ đó có thể giúp mình to lớn hơn. Ồ, có chuyện gì ở đằng kia vậy? Lũ con người, các ngươi chạy đi đâu? Hôm nay, ta sẽ nhai đầu hết các ngươi, cho các ngươi vào bụng. Là một thứ quái vật đầu chó đang tấn công thế giới của nhân loại. Thôi, mặc kệ bọn chúng. Nhưng sao lũ con người đó la hét thảm thương thế? Lỡ đâu trong đó cũng có những người tốt giống như cha của mình thì làm sao mình có thể ngoảnh mặt bỏ đi được? Được rồi, đây là sự ân huệ cuối cùng mình giúp đỡ loài người. Thứ quái vật khốn kiếp, mau tránh xa nhân loại ra. Cái quái quỷ gì thế này? Một tên phụ nữ đầu đèn xanh đèn đỏ à? Mẹ kiếp, nước sông không phạm nước giếng, mày phá chuyện của tao à? Vậy thì tao sẽ nhai đầu của mày. Chết tiệt, trong thế giới con người cũng có người tốt và kẻ xấu. Mày tàn sát như thế, người xấu chết thì không sao, nhưng người tốt họ phải nhận lấy những hậu quả không đáng có. Mau tránh xa thế giới con người ra, cút về nơi vốn có của mày đi. Cái gì? Thân của mày lo chưa xong, mày đặt lo cho nhân loại. Thứ nhiều mồm như mày, tao sẽ giết mày luôn. Chết đi. Này, hãy tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Traffic Woman. Mình rõ ràng đã chết rồi mà. Từ quái vật đó, sao nó cũng bị hạ gục luôn vậy? Đúng vậy, chính ta đã tiêu diệt nó và cứu lại ngươi. Cảm ơn ngươi đã anh dũng giải cứu thế giới nhân loại ở khu vực này. Ngươi là ai thế này? Sao ngươi hao hao giống ta vậy? Ta là Titan Speaker Woman. Ta còn có những chị em khác cũng thuộc thế giới giống như ngươi, là những Skibidi Titan. Chúng ta đều là con người biến hóa thành, nhưng chúng ta không ghét bỏ họ mà luôn bảo vệ thành phố của nhân loại. Cái gì? Nhưng mà lũ nhân loại xin giết chết tôi. Đó chỉ là những kẻ xấu xa ích kỷ mà thôi. Hãy để pháp luật của con người trừng trị bọn chúng. Còn đa số những người khác sẽ rất là tốt. Nếu không có chúng ta, thế giới con người sẽ chết mất. Nhưng mà đừng nhân nghĩ gì nữa. Thôi được rồi, hiện tại thấy cơ thể của ngươi đã bị hư hỏng nặng, ta sẽ dùng một số kim loại đặc biệt mà ta vừa nhặt được để nâng cấp cơ thể cho ngươi. Rồi sau đó hãy gia nhập cùng bọn ta bảo vệ thế giới con người. Cô nói cái gì? Một số kim loại đặc biệt có thể nâng cấp cơ thể cho tôi à? Đúng vậy, đây là những thứ kim loại cực kỳ quý hiếm từ trên trời rơi xuống. Đáng lẽ ta sử dụng nó để đạt được trạng thái upgrade, nhưng vô tình gặp ngươi và muốn báo ơn ngươi đã giúp đỡ ta cứu giúp thế giới nhân loại ở đây. Ta sẽ nhường tất cả nó cho ngươi, hãy nhận lấy nè. Wow, người của tôi đã to lớn bằng cô rồi. hay quá, chúng tôi còn thật tuyệt vời và vô cùng hoàn diện. Chúc mừng ngươi đã trở thành một upgrade Titan Traffic Woman. Được rồi, bây giờ ta cần ngươi giúp một chuyện quan trọng. Nông thôn ở phía Bắc đang gặp sự cố với những con quái vật ở ngoài không gian. Hãy tới đó và tiêu diệt bọn chúng đi. Lũ quái vật ngoài không gian à? Chết tiệt. Vậy được, tôi sẽ di chuyển tới đó và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chúng ta tìm thấy rồi. Nguồn năng lượng từ lõi trái đất ở nơi đây phát ra thật mạnh, nhanh chóng phát tín hiệu để cho đồng loại của chúng ta tới đây hút sạch nguồn năng lượng của cái hành tinh này. Chết tiệt, có lẽ đây là vùng nông thôn phía Bắc. Mẹ kiếp, những thứ quái quỷ kia thật là to lớn. Bọn chúng định hút sạch năng lượng của quả địa cầu này à? Hộ kiếp, ta không để cho bọn ngươi thực hiện được mong muốn đâu. Mau dừng lại. Mẹ kiếp, có thứ gì đó đã tấn công tôi. Chết tiệt, thứ này không phải là con người. Đúng vậy,
Ta mặc dù không phải là con người, nhưng ta đại diện cho nhân loại để xóa sổ các ngươi. Ta chính là Upright Titan Jaffit Woman. Thật quái quỷ này, tới đây định giành nguồn năng lượng của chúng ta. Không hay rồi, thứ này mạnh quá, mau chạy thôi. Đứng lại, đứng lại. Ta không để cho các ngươi chạy đi đâu được đâu. Ta không phải tới đây để giành nguồn năng lượng của các ngươi, mà ta chính là con người, chính là nhân loại đã biến hóa thành. Ta thay mặt cho công lý, thay mặt cho chính nghĩa, để xóa sạch lũ quái vật ngoài vũ trụ các ngươi. Các người mau biến khỏi hành tinh này, nếu không được có chắc ta ra tay độc ác. Tiền kia, thì cho tiền kia, người giám sát hai đồng loại của ta, ta phải báo thù cho họ. Dài Dài Hồn kiên, các ngươi làm ta trở nên đau giận rồi. Ta không muốn mất nhiều thời gian với các ngươi nữa. Đến lúc lũ quái vật các ngươi sẽ bị chôn vùi tại hành tinh này, chết hết đi. Được rồi, tiếp tục di chuyển tới nơi khác, tiếp tục bảo vệ con người.